áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học ngày hôm nay chúng ta đi tìm hiểu đó là bài 19, đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi mở đầu trong 115. Em hãy kể một số hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Chúng ta có thể kể đến một số hoạt động tổ chức sinh hoạt chính trị của Đoàn Thanh niên với các chủ thể như là con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới, tự hào tiến bước dưới cờ đảng, nhớ về Bác lòng ta luôn sáng hơn, thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề Ánh sáng soi đường. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 nhỏ, cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam. Các em sẽ theo dõi câu hỏi trang 116. Hệ thống chính trị Việt Nam gồm những cơ quan nào? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về vị trí của cơ quan đó trong hệ thống chính trị Việt Nam. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội khác như Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vị trí của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam chính là đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là công cụ tổ chức thực hiện ý chí và quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là các tổ chức chính trị xã hội, là cơ quan tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đảng của nhân dân, chăm lo lợi ích chính đáng của các đoàn viên và hội viên. Chúng ta tìm hiểu phần 2, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam, trả lời câu hỏi 1 trong 117. Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng được quy định trong Hiến pháp Việt Nam như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của nhà nước được quy định tại khoản 1 điều 4 trong Hiến pháp năm 2013. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước xã hội. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi số 2, trang 117. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị ở xã A thể hiện qua những việc làm cụ thể nào? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị ở xã A thể hiện ở việc Đảng bộ xã lãnh đạo toàn diện các hoạt động trong xã. Đảng bộ xã chỉ đạo các cấp chính quyền và các đoàn thể trong xã phối hợp với các ngành, chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Đảng xã không chỉ thể hiện vai trò lãnh đạo trong công tác tổ chức cán bộ mà còn kiểm tra, giám sát sự hoạt động của hệ thống chính trị thông qua việc quản lý đội ngũ lãnh đạo của các tổ chức này. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi số 3 trong 117. Em hãy đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi. Em hiểu nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị như thế nào? Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ để trả lời như sau. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị là Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành viên của hệ thống chính trị, đồng thời là tổ chức lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, toàn xã hội. Đảng lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối trên các lĩnh vực như là cán bộ, công tác đối ngoại, an ninh quốc phòng. Tất cả các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị phải tuân thủ theo sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện qua nhiều phương thức như là lãnh đạo bằng chủ trương nghị quyết, lãnh đạo thông qua công tác tư tưởng, lãnh đạo thông qua công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi 1 trong 118. Thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Thông qua bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được thể hiện như sau. Người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, trực tiếp lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Chúng ta sẽ theo dõi đến câu hỏi số 2 trong 118. Nhân dân thực hiện quyền nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Khi thực hiện quyền lực nhà nước, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân chúng ta cần thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nói lên tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân.
lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi số 3 trong 118. Em hiểu nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị như thế nào? Chúng ta sẽ cùng trả lời như sau. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân trong tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị được hiểu là tất cả quyền lực trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc về nhân dân. Nhân dân bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước như Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Các đại biểu dân cử thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước phải thể hiện chặt chẽ với nhân dân. Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước trước khi quyết định phải lấy ý kiến của nhân dân, phải do nhân dân trực tiếp quyết định thông qua việc trưng cầu ý kiến của nhân dân. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi số 1 trong 118. Vì sao khi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội phải họp thảo luận và biểu quyết để lấy ý kiến của tập thể? Chúng ta sẽ trả lời lý do bởi vì những vấn đề quan trọng của đất nước quyết định bởi tập thể theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số. Câu hỏi số 2, quy định luật nghị quyết của Quốc hội cần phải được quá nửa đại biểu tán thành mới được thông qua, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ như thế nào? Câu hỏi này cô hướng dẫn như sau. Quy định của luật nghị quyết của Quốc hội cần phải được quá nửa số đại biểu tán thành mới được thông qua, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là thiểu số phục tùng đa số. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 3. Em hiểu thế nào là nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Hệ thống chính trị Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở kết hợp, thống nhất và hài hòa giữa yếu tố tập trung và dân chủ. Yếu tố tập trung thể hiện ở chỗ các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và hoạt động chủ yếu thông qua các kỳ họp, phiên họp, cuộc họp với sự tham gia của nhiều thành viên. Yếu tố dân chủ thể hiện ở chỗ các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của cơ quan, của tổ chức bằng hình thức thảo luận, biểu quyết lấy ý kiến tập thể. Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước thường được quyết định bởi tập thể theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi 1 trang 119. Em hãy đọc kỹ thông tin và kết hợp quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Các văn bản luật trong hình ảnh trên quy định việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính phủ trong hệ thống chính trị Việt Nam. Điều đó thể hiện sự tôn trọng, tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh cái hiến pháp, pháp luật của các cơ quan, nhân viên nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi số 2. Em hiểu nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam như thế nào? Chúng ta sẽ cùng trả lời như sau. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam được hiểu là các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam đều có địa vị pháp lý vững chắc và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Vị trí chức năng tổ chức hoạt động của các cơ quan đó chính là quan trọng, đó chính là hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức Chính phủ, luật tổ chức Tòa án Nhân dân, luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi số 1 trong 120. Em hãy đọc thông tin sau để trả lời. Em hiểu như thế nào là nhất nguyên chính trị? Chúng ta hiểu nhất nguyên chính trị có thể trả lời như sau, là sự khẳng định, thừa nhận một hệ tư tưởng, một đường lối của đảng phái đại diện cho một giai cấp về thể chế chính trị. Thông qua nhà nước, đường lối của đảng đó được cụ thể hóa, thể hiện tập trung ý chí, quyền lực của giai cấp giữ vai trò lãnh đạo. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi số 1 trong 120. Em hiểu thế nào là tính thống nhất? Chúng ta có thể trả lời như sau. Tính thống nhất thể hiện sự phù hợp, nhất quán, gắn kết thành một khối, không có sự mâu thuẫn của một tổng thể chung. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 2 trong 120. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, tính nhất nguyên chính trị được thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần trả lời như sau. Tính nhất nguyên chính trị ở Việt Nam được thể hiện ở hệ thống chính trị chỉ tồn tại một đảng chính trị duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị. Chúng ta tìm hiểu câu hỏi số 2. Tính thống nhất được thể hiện như thế nào trong hệ thống chính trị Việt Nam? Hệ thống chính trị Việt Nam do duy nhất một đảng nắm quyền, đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đều hoạt động vì mục tiêu chung, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được tổ chức và hoạt động chặt chẽ, nhất quán từ trung ương xuống địa phương. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi số 1, trang 121. Em hiểu thế nào là tính nhân dân? Chúng ta có thể trả lời như sau. Tính nhân dân là khái niệm chỉ mỗi liên hệ sâu xa
lâu bền của một lĩnh vực nào đó với lợi ích tư tưởng, tình cảm, vai trò của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chúng ta sẽ tìm hiểu tính nhân dân được thể hiện như thế nào trong hệ thống chính trị Việt Nam. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được nhân dân lập ra, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ cho lợi ích của nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Chúng ta sẽ cùng cô đến với câu hỏi luyện tập 1 trong 121. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai và vì sao. Chúng ta sẽ có đáp án trả lời như sau. Ở đáp án A, chúng ta sẽ trả lời là sai. Lý do, bởi vì hệ thống chính trị Việt Nam gồm nhiều cơ quan, tổ chức cấu thành. Câu B là sai, vì hệ thống chính trị Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Câu C là đúng, vì thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, nhân dân có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị. Và câu D sẽ trả lời là đúng, vì hệ thống chính trị hoạt động để phục vụ cho tất cả các tầng lớp của nhân dân trong xã hội, nên mọi người đều phải có trách nhiệm xây dựng, bảo vệ hệ thống. Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi luyện tập 2. Em có nhận xét gì về hành vi của mỗi nhân vật trong các tình huống trong trang 121? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Ở trường hợp A, việc ông A tự ý ký quyết định cho phép khai thác đất, đá mà không thông qua ý kiến tập thể, không tiếp thu ý kiến đóng góp, khiếu nại của nhân dân là hoàn toàn sai. Trường hợp B, việc làm của ông D là đúng, đảm bảo nguyên tắc hoạt động hệ thống chính trị Việt Nam, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam. Chúng ta sẽ trả lời trường hợp C, việc làm của giáo viên H là đúng vì đã giúp học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị Việt Nam. Trường hợp D, hành vi của bà X là sai trái, đáng bị phê phán. Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi luyện tập số 3. Nếu là N, em sẽ nói gì với bạn? Nếu là lớp trưởng, em cũng sẽ nói gì với bạn? Chúng ta sẽ đọc kỹ các tình huống trong trang 122 để xử lý. Chúng ta sẽ xử lý tình huống A như sau. Nếu là N, em sẽ không chia sẻ những thông tin xấu, đồng thời khuyên người bạn nên xem xét kỹ càng các thông tin, không chia sẻ những tin xấu tới người khác. Chúng ta sẽ xử lý tình huống B như sau. Nếu là lớp trưởng, em sẽ tham gia vận động cả lớp, tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, vì đây là hoạt động bổ ích, giúp các bạn có những thông tin, kiến thức về Đảng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi mang tính chất vận dụng số 1 trong 122. Em hãy viết một bài luận về vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc xây dựng và phát triển hệ thống chính trị nước ta. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Đoàn Thanh niên là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này, Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một tổ chức thành viên. Đối với Đảng thì Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đối với nhà nước, Đoàn là chỗ dựa vững chắc của nhà nước trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi vận dụng số 2. Em hãy tìm hiểu, viết bài chia sẻ về hoạt động Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Ngày hội đoàn kết dân tộc ở địa phương Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Chúng ta sẽ trả lời là ngày hội đó thì gồm các đại biểu trong nhân dân cùng khu dân cư đã ôn lại kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá tình hình hoạt động của các khu dân cư trong thời gian qua. Trong 2021 thì liên khu số 12 quyết tâm thực hiện có hiệu quả vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với một số tích cực tham gia hoạt động như là ủng hộ quỹ vì người nghèo, tích cực tham gia từ thiện. Câu hỏi vừa rồi đã khép lại bài học ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.